Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình Family của Ấy Cá. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những tập truyện tiếp theo đến từ nhà xuất bản trẻ, nhà xuất bản Kim Đồng và của Binomori Mangan nha các bạn. Đây là một số chuyện mình sẽ tiến hành review lần này. Chúng ta sẽ có là 3x3 A cô bé ba mắt, rồi cuộc sống học đường phiên bản đặc biệt tập 4, Alien in Borderland tập 9, Hoàng Quốc Viên tập 26, 666 Sa Tăng tập 15 và Nhất Quỷ Nhiều Ba thứ ba vẫn là Tatagi tập 14 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới. Nếu video này sau một tuần đạt được 1.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn một cú bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe và comment một con số hết phía dưới nha. Và bây giờ mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các tập truyện trước khi mình review chi tiết hơn nha các bạn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá cuộc sống học đường tập 4 phiên bản đặc biệt cho các bạn. Chúng ta sẽ dùng một số quà tặng như sau. Đây đây là cái bóp kẹt hai mặt cho các bạn. Đây rất là dày dặn luôn, hai mặt hình như nhau nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ được ID kẹt. Đây ID kẹt của Nike nha các bạn, Nike Mickey nha các bạn. Rồi chúng ta được một cái standard này, standard gặp nha, giống như tập 3 và tập 2 nha các bạn. Chúng ta được bì rời được cán bóng nha các bạn, khá là xịn sò. Cán bóng này nhìn rất là ống áo ống ánh nha. Đây là cuộc sống học đường phiên bản đặc biệt tập 4 nha các bạn. Rồi mình để sang một bên, giá tiền khá là chát nha các bạn, tới là hơn 90.000. nếu các bạn mua chiếc khấu thì có thể giảm hơn nữa nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng khám phá về keo bên trong. Đây trời, quá trời gió luôn các bạn ơi, dựng không thể nào mà đứng được. Rồi chúng ta đây về keo, đây về keo màu nha. Đây chúng ta sẽ có trong màu, đây chính là cái bó cạc của mình đấy các bạn. Đây hai trong màu, nhưng mà mình thấy chưa gì hết mà này bị nhăn, quý bị nhăn là do vận chuyển hay bị gì nữa các bạn. Đây, đường nè, đường bị nhăn nè. Các bạn nào mà giống như mình thì comment phía dưới cho mình biết nha. Được giấy, được in trên giấy BB80 cũng khá là xinh xò, cầm rất là chắc tay và nặng tay nha các bạn. Nội dung của tập 4 kể về sau khi xuống tầng hầm theo sự chỉ đạo của cuốn sổ hướng dẫn sơ tán khẩn cấp, Kurumi đã gặp lại cô giáo Sakura, chị Megu trong trạng thái đặc biệt và bị tấn công. Trong tình huống nghiêm kịch đó, các thành viên của bộ cuộc sống học đường đã phải đấu tranh tâm lý để tìm cách hướng giải quyết. Ngoài ra là phần chuyện của chị Megi trước khi bị biến hành đặc biệt, cuối chuyện là những ký sinh hoạt của câu lạc bộ Sakura Megumi. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment con số hết phía dưới nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.